Hello mấy chị, bây giờ là đã tối rồi, là bây giờ hiện tại là mặt em đã được làm sạch rồi, là đã tẩy trang, đã rửa mặt, đã tẩy tới bờ chết. Thì hôm nay là em có lịch mặt nạ, thì em sẵn tiện hôm nay em đắp mặt nạ em sẽ làm video clip này để mà giải thích cho mấy chị cái lý do tại sao mà em hay nói là một lần đắp nạ là bằng 10 lần dưỡng da. Lý do tại sao là lại nói câu đó thì em sẽ giải thích những cái ưu điểm, những cái công dụng của cái mặt nạ giấy dành cho mấy chị. Thực sự là cái mặt nạ giấy này theo em á, nó là một cái, phải gọi là một cái phát minh về việc chăm sóc da của Hàn Quốc mà cực kỳ gọi là hiệu quả luôn. Nó cực kỳ hiệu quả và nó mang lại được cái vẻ đẹp lâu dài, bền bỉ và nó nuôi dưỡng từ bên trong cho chị em phụ nữ mình. Và thật sự cái mùa dịch này là cái mùa mà em nghĩ là rất phù hợp để chị em mình chăm sóc da. Cái mùa mà mình rất là rảnh thì cái thời gian để mình đắp mặt nạ, thời gian mình chăm sóc da là những cái thời gian em nghĩ là sẽ rất là nhiều để mà mình dùng cho cái việc đó. Thì hình cho nên hôm nay em sẽ nhân cái ngày hôm nay là em có đắp mặt nạ thì sẵn là em sẽ làm cái video này luôn để mà nói về những cái điểm lưu ý mà đắp mặt nạ. Thứ nhất là những cái điểm lưu ý về đắp mặt nạ, thứ hai là những cái công dụng của việc đắp mặt nạ. Vì cái đắp mặt nạ này nó mất khoảng trong vòng 20 phút thì em sẽ trong thời gian đắp mặt nạ em sẽ nói về những cái vấn đề đó luôn nha. Bản thân em thì hiện tại đang sử dụng cái mặt nạ nhau thay cừu này của Hàn Quốc, mặt nạ nhau thay cừu của Hàn Quốc nha mấy chị. Thì cái loại này là em xài được 2 năm rồi, 2 năm rồi. Thì da của em là đầu tiên là nhờ tinh dầu bơ nó nuôi cho nó hết bị dị ứng, nó hết bị châm chích khi mà mình xài tất cả những sản phẩm chăm sóc da khác. Còn cái mặt nạ nhau thay cừu là cái nó giúp cho em giải quyết cái vấn đề là làm cho cái da em đàn hồi căng bóng, và bên cạnh đó là nó giảm những cái mụn thâm ở khu vực này. Thì cái thời điểm em bắt đầu xài mặt nạ thì cái da mặt em bị này bị mụn thâm rất là nhiều. Thì em xài đâu đó khoảng tầm một liệu trình là khoảng tầm 5 hộp thì cái da mặt em nó đỡ, nó mờ hẳn. Sau đó em xài tiếp tới giờ này thì cái mặt em nó đã hết những cái vết đó rồi, hết những cái vết đó rồi. Rồi bây giờ em sẽ đắp mặt nạ, và trong cái thời gian đắp mặt nạ em sẽ tư vấn cho mấy em, sẽ giải thích cho mấy chị là lý do, những cái công dụng của mặt nạ như thế nào và những cái lưu ý khi mà mình đắp mặt nạ nó sẽ như thế nào nha. Mở cái mặt nạ thì ra thì nó rất là nhiều serum, nó cực kỳ nhiều serum nha. Thì là những với những cái chị mà lần đầu tiên xài mặt nạ, bất cứ mặt nạ nào cũng vậy, không có kể, không phải kể là cả mặt nạ nhau thay cừu này hay là bất cứ mặt nạ nào mấy chị xài, mặt nạ giấy nào chị xài, thì trong cái mặt nạ nó đều có serum hết á. Thì để biết mình có hợp với mặt nạ hay không, tại vì một số chị da rất là nhạy cảm, da rất là nhạy cảm thì đắp lên nó sẽ kích ứng ngay, nó kích ứng ngay là rất là nguy hiểm. Thì những cái chị nào mà da mà có dị ứng, hoặc là nói chung là tất cả mọi người khi bắt đầu xài bắt đầu một cứ sản phẩm nào thì cũng phải nên test thử xem để mình có hợp hay không, chứ để là nếu như nó quá ngứa, nó quá là dị ứng thì là mình nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì mình sẽ lấy cái serum này nè mấy chị, mình sẽ lấy cái serum này và mình bôi ở dưới chỗ đây, tại vì khu vực này á là nó gần mặt và nó cũng ở gần cổ, và nó, tức là nó gần gần giống như là cái da mặt của mình, cho nên là nếu như nó có dị ứng á, nó dị ứng á, thì là mình sẽ biết ngay. Còn nếu như nó không có dị ứng thì mình tiếp tục mình đắp lên mặt không có sao hết. Mấy chị có thể để khoảng tầm 30 phút, 30 phút. Đó là những cái chị mà mới lần đầu tiên. Nếu như mà nó chỉ hơi châm chích chút xíu thì ok mình xài được. Vì sao? Vì da của mình nếu một thời gian quá dài mà không chăm sóc thì mấy chị bôi bất cứ sản phẩm gì lên nó sẽ đều châm chích hết. Nó sẽ đều châm chích hết. Thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó là nó phải phải khoảng chừng là vài ba lần thì nó mới bớt. Còn nếu như mà trường hợp mấy chị bôi lên mà nó rát hết mặt, nó nóng, nó rát hoặc nó đỏ thì mấy chị phải rửa ngay bằng nước, phải rửa ngay bằng nước. Nếu chị nào có tinh dầu bơ thì lấy tinh dầu bơ bôi lên là nó sẽ dịu ngay, nó sẽ dịu ngay. Thì nói chung là mấy chị nên, nếu như tình trạng những cái chị mà như vậy thì mình nên bôi tinh dầu bơ một thời gian để cho nó khỏe, sau đó thì mình sẽ sử dụng lại mặt nạ. Vì tinh dầu bơ nó chỉ nuôi cho da khỏe, nhưng mà những cái vấn đề ví dụ như làm trắng rồi làm sáng làm bóng thì mặt nạ tinh dầu bơ nó không có làm được, thì buộc mình sẽ phải sử dụng sang những cái sản phẩm khác. Thì đây mặt nạ nó sẽ như thế này, đây mặt nạ giấy này sẽ có hai lớp nha mấy chị. Thì mình sẽ lấy cái lớp mà đây lật ra như thế này thì cái mặt mà miếng giấy ở ngoài thì để phía ngoài nha, còn cái mặt nạ mình để bên trong nha mấy chị, mình đắp lên mặt. Đây, cái mặt nạ này nó sẽ ôm sát vào trong mặt như thế này, ôm sát vào trong mặt như thế này đó. Mấy chị thấy đắp mặt nạ này nhìn nó đẹp không đó, cái mặt nạ nhìn nó đẹp luôn, vẫn còn nguyên si, mặt mình y si chang không có khác gì trơn. Chị nào xài điện thoại bằng cái Face ID thì nó vẫn thấy rõ, mà chị cái lướt lên nó cũng nhìn thấy được luôn đấy. Thì serum nó còn rất là nhiều, mình sẽ bôi xuống cổ thêm, bôi xuống cổ, còn dư mình bôi lên tay ha, còn dư thì mình sẽ bôi lên tay.
Đấy. Chị nên đưa cái tay mình vào chỗ đây này để đẩy sát cái mặt nạ vào ngay hai những cái kẽ này thì nó rất là tốt nha. Thì cái công dụng đầu tiên của cái mặt nạ này, đầu tiên em phải nói đó là cái công dụng dưỡng ẩm, cung cấp độ ẩm cho da, và bên cạnh đó nó sản sinh ra collagen. Sản sinh ra collagen giúp cho cái da mấy làm cho giúp cho mấy chị giống như là trẻ hóa lại. Trẻ hóa này nè, cái da của mấy chị nó sẽ căng bóng, nó sẽ căng, nó sẽ bóng, nó sẽ có độ đàn hồi. Cái da của mình nếu như mà mấy chị biết lý do cái trong cái da của mình á, cái chất quan trọng nhất là cái collagen. Tức là nó làm cho da của mấy chị nó có độ đàn hồi. Nếu như mình không có cái độ đàn hồi của da là da của mấy chị nhìn nó sẽ chảy xệ. Nó chảy xệ và nó sẽ nhìn sẽ mình sẽ rất là màu già. Những cái nếp nhăn là bởi vì thiếu collagen là nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn rất là nhanh. Nó rất là nhanh. Bên cạnh nó là cái mặt nạ này là nó sẽ dính dính gì thấy nó dính sát vào da, cho nên nó hấp thu, nó làm cho cái độ ẩm á, cái độ ẩm của miếng mặt nạ này nó hấp thu thẳng vào trong da của mình, hấp thu thẳng vào. Cho nên là khi mà người ta nói là tại sao người ta gọi là 10 lần đắp, một lần đắp nạ là bằng 10 lần dưỡng da. Nói chung người ta nói không có quá đâu, nó không quá đâu chị, tại vì ở trong cái miếng mặt nạ này nó rất là nhiều serum, nó rất là nhiều tinh chất chăm sóc da dưỡng trắng. Cho nên là khi mấy chị đắp á, mấy chị đắp mặt nạ là thường mấy chị phải đắp khoảng tầm từ 20 tới 30 phút. Còn khi mấy chị bôi kem dưỡng da thì mấy chị chỉ bôi lên một lần thôi đúng không? Còn đắp mặt nạ mấy chị sẽ đắp đắp từ 20 30 phút. Cho nên tất cả các dưỡng chất đó nó sẽ thấm hết vào trong da. Nó sẽ thấm hết vào trong da. Nhưng mà nó lại có một cái vấn đề như thế này, tức là vì cái miếng mặt nạ này nó giúp hấp thụ chất dưỡng chất vào trong da. Thì nếu như mấy chị để quá lâu, rất là nhiều chị để mặt nạ, xài mặt nạ mà chị để qua đêm á là rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Những chị nào mà có thói quen đắp mặt nạ để qua đêm thì xin mấy chị là bỏ cái thói quen đó ngay, bỏ ngay từ bây giờ. Tại vì sao? Vì nó rất là nguy hiểm. Đắp mặt nạ qua đêm sau khi mình hấp thu hết dưỡng chất từ trong cái miếng mặt nạ vô trong mặt mình rồi đúng không mấy chị, thì cái cơ chế của mọi thứ nó sẽ có cái độ, nó gọi là sao ta, lưu thông, mà nó sẽ lưu thông. Thì sau khi nó hấp thu hết tất cả dưỡng chất trong cái mặt mình vào cái mặt nạ, ở trên cái mặt nạ vào trong mặt mình, thì mấy chị ngủ qua đêm đúng không, thì cái hết thời gian mà hấp thu đó thì nó cái miếng mặt nạ nó sẽ hấp thu ngược lại cái dưỡng chất, nó sẽ làm cho da mấy chị nổi mụn, nó sẽ làm cho da mấy chị nhăn khô. Cho nên tuyệt đối không có đắp mặt nạ qua đêm, mấy chị chỉ đắp mặt nạ từ 30 cho tới 40 phút, nhiều nhất là 40 phút. Những chị nào mới đắp thì đắp 20 phút cho em, những chị nào mới lần đầu hồi xưa thì chưa từng chăm sóc da, chưa từng đắp mặt nạ, đắp 20 phút, sau đó tăng dần lên nhiều nhất là 40 phút, còn không kéo dài hơn nha mấy chị. Đó là những cái lưu ý của cái việc chăm sóc da. Cái công dụng thứ hai của cái chăm sóc của cái mặt nạ giấy này, công dụng thứ hai của cái mặt nạ giấy này thì nó sẽ làm se khít lỗ chân lông, nó se khít lỗ chân lông, nó giảm mụn đầu đen, se khít lỗ chân lông. Thật sự luôn, chị nào mà gặp em hồi xưa là sẽ thấy cái mũi em nè nó rất là ghê, mụn đầu đen rất là nhiều và lỗ chân lông rất là to, khu vực mũi, những cái vùng khác thì còn không có nổi nha, nhưng cái khu vực mũi nó rất là ghê. Thì sau khi em xài cái em sử dụng cái mặt nạ này, em sử dụng cái mặt nạ và bên cạnh đó em có sử dụng thêm cái toner á mấy chị, cái toner là cái nước hoa hồng, thì cái da em bây giờ hiện tại cái mũi nó rất là đỡ, nó rất là đỡ. Và có em có một cái chị bạn luôn, một cái chị bạn cũng xài giống y xì chang em luôn, rất là chị thử, tại vì chị hỏi em bây giờ mặt bị lỗ chân lông to thì mình nên làm cái gì, thì em tư vấn cho chị là xài cái toner đó cùng với mặt nạ, và hiện tại là cái kết quả cực kỳ tốt, cái kết quả cực kỳ tốt luôn. Thì cái kết quả nó cực kỳ tốt và hiện tại chị đang rất là mừng vì chị đã xử lý được cái việc vấn đề mụn đầu đen. Tức là nó sẽ không có giải quyết hết 100% nhưng nó làm giảm đi mụn đầu đen và làm se khít chỗ lỗ chân lông. Và thật sự cái lỗ chân lông của mình rất là khó để mà giữ xử lý nha mấy chị. Khi nó se khít được rồi, nó mấy mươi phần trăm thôi nó đã là vấn đề rồi chứ không phải chuyện đơn giản. Thì cái đó là cái ưu điểm thứ cái công dụng thứ hai của cái mặt nạ nhau thay cô này. Cái công dụng thứ ba của cái mặt nạ nhau thay cô đó là mấy chị sẽ cái công dụng thứ ba là cái công dụng ngăn ngừa nếp nhăn của mặt nạ nhau nhau thay cừu. Mặt nạ những chị nào mà thường xuyên đắp mặt nạ, mấy chị sẽ thấy cái da mặt của chị nó hay nó căng bóng, mà nó rất ít, nó ít nếp nhăn hơn người bình thường, nó sẽ ít nếp nhăn hơn người bình thường. Cho nên là không có phải là không có ngoa khi mà mấy chị để ý thấy cái người mấy mấy đứa người mẫu diễn viên rồi này kia là tụi nó luôn đắp mặt nạ, nó thường xuyên đắp mặt nạ, gần như là lúc nào rảnh rỗi là đều đắp mặt nạ. Vì sao? Vì tụi nó là sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, cho phải trang điểm rất là nhiều, bên cạnh đó là tụi nó đi hoạt động, đi quay phim, đi chụp hình, nói chung là rất là nhiều hoạt động, phải có lớp trang điểm trên mặt, cho nên là tụi nó phải thường xuyên đắp mặt nạ để mà nó kéo lại những cái điều đó. Thì mặt nạ nó có tác dụng, nó giúp hỗ trợ ngăn ngừa những cái nếp nhăn.
cái công dụng thứ tư đó là điều trị nám, hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang. Những cái chị nào á, mà đắp mặt nạ là mấy chị sẽ thấy cái sự cái nó sẽ đỡ nám. Rất là nhiều chị là xài tinh dầu bơ với lại mặt nạ của em thôi mà da nó đỡ nám. Và nói với em là Quyên ơi sao nó hay dữ, nó hay dữ, và chị rất là mừng luôn, rất là mừng, rất là nhanh luôn đó. Thì rất là nhiều, thực ra là rất là nhiều chị hỏi em là sau khi chị đắp mặt nạ xong da chị bớt nám rồi, da chị bớt nám rồi thì bây giờ chị có nên tiếp tục đắp hay không. Thì em sẽ hỏi ngược lại mấy chị một câu như thế này: mấy chị có bao giờ nghĩ là chị ăn một bữa chị no luôn 1 tháng không? Thì cũng giống như cái chuyện mà chị đắp mặt nạ một lần, lần này mà chị đẹp xong rồi mà chị ngưng, mà chị không đắp nữa, thì giống như chuyện mà chị ăn một bữa mà chị đòi no 1 tháng vậy đó. Vì sao? Vì nó sẽ, cái chuyện đắp mặt nạ sẽ cung cấp dưỡng chất cho cái thời ngay thời điểm đó, cung cấp cho cái da của chị đẹp ngay thời điểm đó. Nhưng mà sau đó khi mà bắt đầu cơ mình mỗi ngày một già đi mà mấy chị, bắt đầu 25 tuổi là mình đã lão hóa rồi, tức là mỗi lão hóa, mỗi ngày mình lão hóa. Nếu mình không chăm sóc thì cứ cái sự lão hóa của mình nó mỗi ngày nó mỗi tiến tới, mà mình không có sử dụng những cái sản phẩm gì để kéo nó ngược trở lại, thì mỗi ngày mình sẽ già đi và da mình sẽ tiếp tục xấu đi. Và nơi khi nó xấu đi rồi mình lại tiếp tục phải dưỡng lại thì rất là khổ, thật sự là rất là khổ. Thì tại sao mình không tiếp tục? Vì mình đã đẹp rồi mình tiếp tục đi chứ, mình tiếp tục mình giữ vững những cái kết quả của mình như vậy chứ, đúng không? Và cái điểm một, và đó là những cái công dụng của mặt nạ nhau thay cừu. Bây giờ em sẽ nói tới một cái lưu ý cuối cùng bên cạnh những cái mặt công dụng này, em có đưa thêm cái lưu ý vào cho mấy chị hướng dẫn sử dụng á, thì bên cạnh nó có một cái lưu ý cuối cùng mà em muốn nhắc cho mấy chị như thế này, tức là mấy chị trước khi đắp mặt nạ thì mấy chị phải làm sạch da cho em. Làm sạch là như thế nào? Tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết thì 1 tuần 2 lần thôi, còn tẩy trang và rửa mặt thì ngày nào cũng phải làm cho em. Và việc mà làm sạch da mặt nó sẽ làm cho những cái dưỡng chất được hấp thu hết vào trong da, và bên cạnh cái việc dưỡng chất hấp thu vào trong da là nó sẽ làm da của mấy chị đẹp hơn, bóng hơn, và nó không có bị nổi mụn như mấy chị, nó không có bị nổi mụn. Bên cạnh đó là cái việc cần thiết, cái điều lưu ý tiếp theo nữa, một cái lưu ý tiếp theo và rất là quan trọng luôn, rất là quan trọng, đó là mấy chị phải bảo vệ da của mình. Thì bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ đó là buổi sáng mấy chị giúp em phải bôi kem chống nắng giùm em, phải bôi kem chống nắng. Mấy chị chăm sóc da dưỡng da mà không bôi kem chống nắng thì giống như là công suất đổ xong đổ bể vậy đó, công suất đem đổ xong đổ bể, nó không có tác dụng gì trơn trọi, không có tác dụng gì hết. Cho nên đó là mấy chị phải tốt nhất là mấy chị phải làm sạch da trước khi chăm sóc da, làm sạch da trước khi đắp mặt nạ, trước khi bôi kem dưỡng, nói chung tất cả các bước đều phải làm sạch. Và các bước làm sạch không được quên là bước thứ nhất. Thứ hai là phải có kem chống nắng. Đó là những cái lưu ý mà tất cả mấy chị phải nhớ giùm em. Và một cái lưu ý cuối cùng mà em muốn nhắc mấy chị và rất là nhiều chị quên, đó là mấy chị rất ít uống nước. Thì những chị nào không có uống nước nhiều được thì giúp giùm em cố gắng một ngày uống ít nhất 2 lít nước cho em. Việc mà chăm sóc da của mấy chị á, nếu như mà chị uống nước á, thì cái da của mấy chị nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ rất là, nó hỗ trợ mà, nó hỗ trợ trong quá trình mà chăm sóc da của mấy chị. Còn nếu như mấy chị ít uống nước á, da mấy chị á, nó giống như cái kiểu nó bị khô vậy, nó cứ khô khô, và cái người của mình nó cũng hơi khô khô, nó cứ bị thiếu nước á, cảm giác nó thiếu nước á, cho nên là da mình nó không có đẹp được, nó không có mướt được, nó không có mướt được, nó không có láng được. Cho nên là mấy chị phải uống nước cho em, nhớ là phải uống nước giùm cho em. Đó là những cái lưu ý mà em nghĩ là tất cả mấy chị đều phải nhớ, tại vì rất là nhiều chị không có nhớ được, không 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 hay bỏ qua những cái bước, ví dụ như là bỏ qua cái bước tẩy trang đi, bỏ qua làm sạch đi, bữa bỏ qua rửa mặt đi, bỏ qua tẩy tế bào chết đi, hoặc là có nhiều chị thôi mệt rồi khỏi bôi kem chống nắng đi, làm biếng nó bôi làm gì, mình đi ra đường có chút xíu mà có gì đâu mà phải bôi, kiểu kiểu như vậy. Rồi bên cạnh nó là kêu có khát nước đâu uống, phải khát mới uống chứ không khát làm sao uống đó, như vậy đó. Cho nên là nó sẽ làm cho mình cái da của mình nó mỗi ngày nó mỗi xấu đi. Thì bây giờ mình sẽ tập cái thói quen, mình hãy tập những cái thói quen tốt. Khi mà mình chăm sóc da mình hãy tập cái thói quen chăm sóc da thì mấy chị sẽ có được cái kết quả rất là tốt. Và thật sự em không có một cái sản phẩm nào mà mấy chị hỏi em là Quyên ơi em có cái kem thần thánh nào mà bôi lên cái đẹp liền không? Dạ không, em có cái kem đó. Và quá trình mấy chị rất là nhiều chị hỏi em là Quyên ơi làm sao mà da em đẹp như vậy, chị vì có rất là nhiều chị theo dõi em mà thì thấy hồi xưa là xấu ồn mà sao bây giờ tự nhiên da đẹp. Thì em cũng nói luôn là cái sự xấu ồn nó bây giờ da đẹp đây là một quá trình, là quá trình, và em chăm sóc da là nguyên một quá trình. Và rất là nhiều chị xem em là biết là đó là một cái cả một hành trình rất là dài luôn. Và bây giờ thật sự là khi mà em tạo thành một thói quen rồi, cho nên là ví dụ như ban đêm em làm tất cả các bước luôn, ví dụ như em tối nào em cũng tẩy trang rửa mặt,
tẩy tóc chết thì tuần 2 lần, mặt nạ thì một tuần đắp cũng 2 lần thôi, em không đắp nhiều nữa. Hồi xưa thì em một tuần đắp 3 lần, bây giờ một tuần em chỉ đắp 2 lần thôi. Thì là tẩy trang, tẩy tóc chết, tẩy trang rửa mặt là ngày nào cũng tẩy cũng làm. Rồi tẩy tóc chết tuần 2 lần, mặt nạ em đắp 2 lần một tuần. Sau đó là em bôi bộ thanh xuân. Bộ thanh xuân em tới 4 bước luôn. Bộ thanh xuân là gồm toner, serum, sữa dưỡng rồi kem dưỡng, 4 bước. Là tất cả tổng cộng một ngày một tối là em sẽ thực hiện từ 6 tới 8 bước. Nhưng mà thực sự mà nói nha, mấy chị cứ cảm thấy là nó quá nhiều bước, nhưng mà thực ra không phải. Cái 6 tới 8 bước đó thực ra em chỉ mất có 5 phút thôi. Nhiều nhất là 10 phút, 10 phút thôi. Còn trừ những bữa mà đắp mặt nạ như thế này thì đã có thêm khoảng chừng 20 phút đắp mặt nạ nữa thì mất khoảng chừng 30 tới 40 phút. Còn lại là những ngày bình thường chỉ khoảng 10 phút, 5 tới 10 phút là hết cỡ. Vì sao? Nó rất là nhanh. Vì khi mình làm quen rồi nó rất là nhanh. Thì tại sao chị em mình luôn có thời gian có thể là coi YouTube, coi Facebook, coi phim nhưng mà không có dành, không có thể có thời gian để mình mà chăm sóc da cho mình được. Thì đó là một cái đó là mình hãy suy nghĩ thử. Tại vì nhiều lúc là mình không có nghĩ tới, nhiều lúc mà mấy chị không có nghĩ tới, mấy chị luôn ấy hơi mệt nó rảnh đâu mà đợi mà làm mấy cái bước đó gì mà nhiều quá vậy, làm mệt quá vậy. Nhưng mà mình nghĩ làm đó, ủa chứ thực ra mình có thời gian mình coi TV này, mình coi YouTube, mình coi phim này, thì giờ mình bỏ ra 50 phút để mình chăm sóc da. Đúng không mấy chị? Thì cũng là một cái cách để mà mình đẹp hơn. Và cái sự đẹp của mình đó là mình vui lắm mấy chị. Đẹp là niềm vui đó. Đẹp là vui liền. Mấy chị không biết mấy chị sao chứ em đẹp vô nhiều khi sáng thức dậy coi soi gương thấy da mình nay đẹp quá, da mình nay căng quá, vui. Vậy thôi. Nếu có những niềm vui nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà niềm vui nhỏ nhỏ đó thực ra là có thể làm mình cười nguyên một tuần đó mấy chị. Đúng không? Nhưng rất là nhiều chị khách em á kêu Quyên ơi, bây giờ da chị đẹp rồi chị mừng. Ngày nào thích soi gương nữa, ngày nào thích soi gương đó. Cho nên là em không có một cái sản phẩm nào mà làm đẹp liền hết á. Em sẽ có nguyên một cái quy trình. Mà hôm nay là em nói focus vào cái mặt nạ, em tập trung vào cái mặt nạ để mà em giải thích cho mấy chị hiểu. Tại vì có rất là nhiều chị hỏi em nhưng em không có thời gian tư vấn. Nói thiệt, trên live là toàn là bán quần áo rồi bán tùm lum sản phẩm, cho nên em không có thời gian để mà nói về cái việc chăm sóc da. Vì các chị hỏi thì em cũng không có thể nói đủ ý hết. Có mấy chị hỏi thì em cũng không thể nói đủ ý hết được. Thì em chỉ nói được một đoạn vừa vừa ngắn ngắn thì nó không có giải thích hết được. Cho nên hôm nay em nói hết luôn, tức là về những cái công dụng và bên cạnh là những cái lưu ý khi mình đắp mặt nạ để mấy chị không có bị vấp phải và không có phải là bị phản tác dụng của việc đắp mặt nạ. Đúng không? Và cái thế nào cũng sẽ có nhiều chị hỏi em là bây giờ chị muốn xài sản phẩm này thì như thế nào, chị muốn xài thử thì như thế nào. Thực ra hồi giờ em không bao giờ bán sản phẩm xài thử. Em chưa bao giờ bán sản phẩm xài thử. Nhưng mà bây giờ em sẽ phá lệ là cái mùa dịch mà mình rảnh quá, cho nên là em sẽ bán lẻ miếng. Bình thường em sẽ bán nguyên một hộp. Bình thường em sẽ mặt nạ em sẽ bán nguyên một hộp và em không bao giờ bán lẻ miếng. Nguyên một hộp như thế này là giá là 490 ngàn. Còn nó có 6 miếng, nó sẽ gồm 6 miếng. Nhưng mà nếu như mấy chị mua nguyên một liệu trình là 5 hộp. Mua nguyên một liệu trình 5 hộp là giá nó chỉ còn có 330 ngàn một hộp thôi. Mua nguyên một liệu trình thì 5 hộp thì một giá nó còn có 330 ngàn một hộp. Thì tính ra nó rẻ xuống rất là nhiều. 5 hộp thì còn là 1.650.000. Thì nó rẻ hơn rất là nhiều, nó rẻ hơn được rất là nhiều. Cho nên á là hôm nay em sẽ ưu tiên, hồi giờ em sẽ không có bán lẻ miếng nha mấy chị. Em không bán lẻ miếng, em sẽ bán nguyên một hộp như thế này. Nhưng mà bây giờ em sẽ ưu tiên, em sẽ bán lẻ miếng cho mấy chị nào muốn xài thử. Sẽ bán lẻ miếng cho chị nào muốn xài thử. Thì một miếng như thế này sẽ ra là giá 85.000. Thì chị nào muốn xài thử thì có thể comment xuống dưới để cho em số điện thoại. Thì sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn và sẽ bán thử cho mấy chị sản phẩm thử, rồi mới thử một miếng như thế này. Cảm thấy mấy chị hợp, ok, xài đắp lên thấy mát, thấy sướng, rửa mặt lên thấy cái da mặt mình căng bóng sướng, thì mình mua luôn một liệu trình. Mua luôn một liệu trình nó chỉ có 1.650.000 thôi, là 330.000 một hộp, là mỗi miếng nó chỉ còn có 50.000 thôi. Khoảng tầm 50.000, còn 50 mấy ngàn. Thì nó rất là rẻ, nó rất là rẻ luôn. Nó còn bình thường mình mua một miếng như này 85.000. Thì khi mình mua liệu trình nó còn có 50 mấy ngàn một miếng thôi. Thì mình xài. Thực ra là mấy chị nghe cái số tiền nó hơi nhiều, chứ thực ra khi mình chia ra nó không có nhiêu tiền hết đó mấy chị. Nếu như mấy chị mua một liệu trình là khi mình nghe cái số tiền 1.650.000 thì mình thấy hơi nhiều, nhưng thực ra khi mấy chị chia ra cho ngày nó không bao nhiêu hết. 1.650.000 mấy chị có thể xài trong vòng 2 tháng rưỡi. Là tại vì là một tuần mình đắp 2 lần đó mấy chị. Một tuần mình đắp 2 lần thì trong vòng khoảng 2 tháng rưỡi. Thì 2 tháng rưỡi thì mỗi ngày mình chia ra nó khoảng tầm 20.000. 20.000 thôi. Đấy. Thì á là cũng có rất là nhiều chị nói em là Quyên ơi, tại sao mặt nạ bên em giá mắc như vậy? Thì thực ra lúc đầu khi mà em mới xài sản phẩm này em vẫn thấy nó mắc.
Em cũng thấy mặt nạ này mắc. Em nói mặt nạ gì mắc chứ, bình thường mua cái mặt nạ có 20 ngàn, 30 ngàn cái, mặt nạ làm gì tới 50 ngàn một cái. Nhưng mà khi mà em xài sản phẩm rồi, em xài rồi em mới phát hiện là đắt sắc ra miếng. Tại vì em xài rất là nhiều mặt nạ rồi mấy chị, chứ không phải em chưa xài mặt nạ đâu. Em cũng xài rất là nhiều mặt nạ rồi. Thì em phát hiện là những cái mặt nạ khác nó không có tối ưu được những mặt nạ này. Nó không có tối ưu được những mặt nạ này. Cho nên là cái giá nó đắt là đúng. Giá đắt là đúng. Và sau khi em suy nghĩ lại thì em tính như thế này nè mấy chị. Nếu như một miếng mặt nạ 20 ngàn thì một tất cả các sản phẩm đều sẽ có những cái cấp đại lý hết á, thì mỗi cái sản phẩm khi mà từ cái nhà sản xuất cấp xuống cho tới tay người tiêu dùng ít nhất phải qua 4 cấp. Ít nhất phải qua 4 cấp thì cấp nào cũng phải có lời đúng không chị? Cấp nào cũng phải có lời. Thì mấy chị nghĩ đi, qua những cái phần lời đó rồi bên cạnh đó là còn nhà máy, nhà xưởng, công nhân, máy móc, tất cả các kiểu, thì mấy chị nghĩ cái thành phần ở trong cái miếng mặt nạ nó còn bao nhiêu tiền? Nó còn bao nhiêu tiền? Thì em cho nên em mới suy nghĩ lại, em kêu ôi trời, nếu như vậy thì thật ra cái miếng mặt nạ nó chả cái gì, cái miếng mặt nạ mà mấy chục hai ba chục ngàn đó thì nó không có cái gì luôn, tại vì nó cái giá trị của nó không có, vì khi mà cái số vốn, cái vốn để mình làm ra nó rất là ít, nó rất là ít để nó mới tới được cái tay mình mà nó mới 20 ngàn đúng không mấy chị, nó tới được tay mình 20 ngàn, trong đó là phí vận chuyển rồi nhà xưởng rồi vận hành máy móc rồi là vận hành nhà xưởng, nói chung rất là nhiều cái chi phí. Thì cuối cùng cái chi phí mà để làm ra cái miếng mặt nạ đó nó cực kỳ nhỏ. Thì nếu như 20 ngàn thì chi phí nó quá nhỏ. Thì như vậy thì tính ra nó không có cái gì hết. Thì nếu như mình xài một miếng mặt nạ 20 ngàn mà nó không có tác dụng gì hết, nó không có làm mình đẹp hơn, thì giống như mình cũng đem dục tiền qua cửa sổ. Thì thà mình xài một miếng mặt nạ 50 ngàn nhưng mà được cái miếng mặt nạ đó nó mang lại cho mình cái lợi ích và mang lại cho mình cái làn da đẹp như thế này, thì tại sao mình không thử? Cho nên là mấy chị hãy thử đi, hãy thử. Các mấy chị nào muốn thử thì cứ để số điện thoại lại, sẽ có nhân viên gọi điện thoại tư vấn và sẽ bán thử cho mấy chị một. Sẽ có nhân viên gọi lại để mà tư vấn. Đó, giao cho mấy chị một miếng thế này xài thử. Giá chỉ 85 ngàn thôi. Còn chị nào mua luôn nguyên một hộp, mua luôn một hộp 490 ngàn, em sẽ tặng cho cái chị đó một cái gói gói kem dưỡng trắng da ban ngày. Kem dưỡng trắng da ban ngày Hayabam. Kem dưỡng này xài rất ok và rất khách của em, ai cũng thích, ai cũng thích. Thì tặng cho chị đó một bịch kem dưỡng trắng da ban ngày như thế này. Còn chị nào mua luôn nguyên một liệu trình, luôn một liệu trình mặt nạ là 5 hộp, gồm 5 hộp như thế này, thì em sẽ tặng một cái máy rửa mặt. Đây, một cái máy rửa mặt như thế này nha. Đó, em sẽ tặng một cái máy rửa mặt. Rồi bây giờ là nãy giờ là em bôi, em đắp mặt nạ này cũng đã khoảng tầm 30 phút rồi, hơn 30 phút rồi. Tại vì là em làm video cho nên là có những đoạn em cắt đi. Như nào em cắt đi thì em nãy giờ cũng đã hơn 30 phút. Mấy chị thấy cái dưỡng chất nó thấm hết vào trong da mà chị thấy không? Nè, nó bóng. Thấm hết rồi. Cái miếng mặt nạ phía trên nè. Nó mát lắm, nó rất là mát mấy chị, nó rất là mát. Thấm hết rồi trong da rồi. Đó, bây giờ em sẽ đi rửa nha. Em sẽ gỡ ra để em đi rửa và chị sẽ thấy cái mặt của em sau khi rửa xong thì nó sẽ như thế nào nha. Đây, cái mặt em sau khi rửa mặt xong mấy chị. Rất là ráng, rất là mát. Nó mát lạnh luôn, mấy chị đưa hai tay lên mặt thấy mát lạnh vậy đó. Và rất là bóng. Rất là bóng. Những chị nào đắp mặt nạ xong một đêm tới sáng, sáng hôm sau mấy chị thấy cái mặt của chị rất là khác. Và đặc biệt những chị nào mà sáng mai mình cần trang điểm thì tối hôm trước chị nên đắp mặt nạ. Nguyên một tuần trước mấy chị nên đắp mặt nạ, và cái đêm tối trước cái ngày mà mình cần trang điểm là mình đắp mặt nạ, thì sáng hôm sau mấy chị thấy da của mấy chị trang điểm là phấn nó sẽ ăn hết vào trong da. Nó sẽ giữ được lớp trang điểm lâu hơn. Đó, tại vì cái da mình khỏe đó mấy chị. Da mình khỏe. Thì sau khi em đắp mặt nạ xong em sẽ bôi bốn bước bộ thanh xuân. Đó là sẽ hoàn thành các bước chăm sóc da của em vào buổi tối. Bốn bước bộ thanh xuân thì bây giờ em sẽ bôi luôn. Em sẽ bôi luôn bộ thanh xuân của em này, em xài 6 tháng rồi chưa hết chị. 6 tháng rồi chưa hết. 2 triệu tư xài 6 tháng. Tính ra mỗi ngày là chưa tới 10 ngàn. Chưa tới 10 ngàn, chắc 3-4 ngàn vậy chứ mấy không. 6 tháng chị đã tính cho em nữa. Em xài 6 tháng rồi còn nữa. Còn nhiều. Sau khi mình đắp mặt nạ xong á, mình bôi cái tông nờ. Đây là cái tông nờ nha mấy chị. Đây là tông nờ nè. Thì sau khi mình đắp mặt nạ xong á, mình bôi cái tông nờ làm mấy chị sẽ thấy cái da của mình nó gần như hấp thụ được tất cả những cái dưỡng chất luôn. Đây nè. À. Hôm nay em sẽ không nói nhiều và không có nói gì thêm về bộ thanh xuân đâu. Chủ yếu là em sẽ nói về mặt nạ, cho nên em chỉ bôi kem và để cho những chị nào mà chưa bôi thì giờ mình hãy bôi cùng em bôi. Nhớ nha, bôi kem là phải bôi lên giùm em ấy nha, vuốt lên giùm cái, đừng có mấy chị đừng có bôi xuống sẽ mặt hết nha mấy chị, bôi xuống là sẽ mặt hết nha.
da rất là bóng, rất là mướt, rất là thích. Đó, sau khi bôi tông nờ sẽ, sau khi tông nờ xong này tôi tới serum, mà serum này em hết rồi cho nên em đành em phải chế xuống này, chứ còn bình thường là em sẽ dùng cái ống nó để mà em nhỏ lên mặt em luôn. Serum này thì em hết rồi. Serum này thì mình sẽ bôi vào những cái kẽ như thế này này mấy chị, đặc biệt ngay vùng mắt nha, ngay vùng mắt để mà mới sao mấy chị biết không, để mà nó ngăn ngừa những cái nếp nhăn đó. Những nếp nhăn này là những cái kẽ này đó, nó sẽ ngăn ngừa nếp nhăn. Kem á, nếu mà mấy chị có lấy ra hơi dư á, mấy chị bôi vừa đủ thôi, vừa đủ, cảm thấy vừa đủ trên da là được, cho nên mấy chị lấy ra một lượng ít ít thôi, vừa vừa thôi, đừng có, mấy chị đừng có lấy ra cái lượng nhiều, đừng có lấy ra lượng nhiều, rồi vì đừng có ham bôi lên mặt, vì bôi quá nhiều lên mặt á, nếu như nó không hấp thu hết thì nó sẽ lại tạo thành thành dầu, nó gây dầu cho da, chứ nó không có tác dụng gì trơn, cho nên đừng có tiếc. Ví dụ như cái dư thì cũng đừng tiếc, cái dư thì cũng đừng tiếc, ví dụ như dư thì mình có thể bôi lên cổ. Ai ví dụ như hiện tại em đang dư nè, em đang dư một cái serum thì mình bôi lên cổ. Còn đừng có tiếc nha mấy chị, đừng có tiếc mà bôi hết lên trên mặt. Bôi hết lên trên mặt thì nó sẽ bị dầu, nó không có tốt. Dư thì mình bôi xuống cổ. Tiếp theo là bôi sữa kem, sữa dưỡng. Sữa dưỡng đó anh chị, cung cấp độ ẩm, trẻ hóa làn da. Bộ thanh xuân này nè, nếu như mà chị nào á mà chưa có cảm thấy là mình chưa có đủ điều kiện để mà mình mua nguyên một bộ được, như chị nào mà chưa có điều kiện để mà mua nguyên một bộ được á, thì mình có thể mua hai món mà em nghĩ là ưu tiên, chị sẽ ưu tiên nên mua, đó là cái toner và cái serum. Toner và serum là hai món ưu tiên của chị nên mua. Hai cái đó là vì sao? Toner là để nó hấp thu hết tất cả các dưỡng chất trong da cho mấy chị. Tại vì mấy chị nếu mà mấy chị có xài mặt nạ hay là xài tất cả các kem dưỡng gì khác, nếu mà có toner nó sẽ giúp hỗ trợ hấp thu hết tất cả các dưỡng chất. Toner thì chị có thể xài bằng buổi tối và ban ngày cũng được, ban ngày trước khi mình bôi kem dưỡng cũng được. Serum thì nó sẽ là làm dưỡng sâu trong da, nó dưỡng sâu trong da là giúp ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa các nếp nhăn và nâng cơ. Này này, chị thấy em bây giờ em nói nó có cái đồng tiền nè. Đó, em cười nó cũng lòi ra. Hồi xưa không thấy, không thấy, chị biết tại sao không? Tại vì hồi đó cái da mặt em nó bị sệ mấy chị, cho nên chảy mắt. Thì bây giờ là em xài một thời gian cái da mặt em nó căng, nó nâng á, cái nâng cơ mặt lên á. Cơ mặt em nó nâng lên á cho nên nó đỡ. Và bên cạnh đó em thấy có một cái điều rất là đặc biệt là tức là từ ngày em xài cái bộ thanh xuân này thì em mất cái một mấy cái ba bốn cái mụn đá ở đây. Em nhớ có một thời điểm có mấy chị hỏi em là Nguyên có cách nào trị mụn đá không? Cái em dơ cái mụn đá của em nói tới đây nè mấy chị, em cũng bị ba cái rồi mà em không biết cách nào trị nè. Nhưng mà sau đó em xài vào thanh xuân một thời gian em thấy nó mất. Nó mất mà em không biết luôn. Nó mất mà hồi nãy em không biết luôn. Tới khi mà em phát hiện ra trời em mừng dã man, bây giờ không còn nữa mấy chị, nhìn nè, trên mắt em không còn luôn. Ngay chỗ đây nè, đợt đó là nằm ở ba hộp đây, ba dấu ba có khoảng hai hai hay là ba chỗ đây nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Mừng kinh khủng luôn mấy chị. Vì cái mụn đá đó em đang nghĩ tới chuyện là bây giờ hết cách rồi, chị mụn đá chị có nước đi bắn nó mới hết đúng không, mà em làm đụng tới cái gì mà gọi là để làm đau laser là đồ bắn đồ mà không, em thua, em nhát lên em mới dám, em nghĩ thôi chắc cả đời sống chung, không ngờ nó mất không chị, mất em mừng kinh khủng luôn, mất em mừng kinh khủng. Thế đây là bôi tới kem dưỡng nha mấy chị, đây là kem dưỡng đêm. Nói chung bôi lượng vừa phải thôi. Cái hũ kem dưỡng này cũng 6 tháng mà em xài chưa, em thấy muốn không hết phần 1 phần 3 luôn. Tại vì em không có lấy cái lượng kem nhiều. Mà cái chất kem này nó rất là sệt mấy chị ha. Chất kem này rất là ok luôn. Thấm vào da rất là thích luôn. Xài lâu hết. Nguyên bộ mình lúc đầu tư thì mình nghe nó mình thấy đầu tư nguyên bộ 2 triệu tư kinh khủng quá. Nhưng mà khi mà em xài á, mình xài á mấy chị, 6 tháng rồi chưa hết, em xài 6 tháng rồi chưa hết nè. Còn quá trời luôn.
Thì cho mấy chị nào coi em, theo dõi em là biết em xài của Samsung này chắc phải 6 tháng mà. 6 tháng, hơn 6 tháng, 6 tháng, 7 tháng vậy. Mà nó rất là ít luôn, nó tốn rất là ít. Nên là xài hoài nó cũng không hết. Đó. Xong. Rồi. Rồi. Đó, massage xíu xíu mấy chị nha, massage xíu xíu. Rồi mấy chị làm gì nè. Làm gì nè, đó. Rồi, đi ngủ. Đi ngủ. Đó. Ok. Rồi. Chúc mấy chị có một làn da đẹp. Chúc mấy chị ngủ ngon. Bye bye. Bấm đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn nha.